Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết. Đầu tiên là tin bão khẩn cấp, cơn bão số 5. Thưa quý vị và các bạn, dự báo đến 19 giờ ngày 11 tháng 9, vị trí tâm bão vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc, 109,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Trị, Quảng Nam khoảng 460 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 tới cấp 11, tức là từ 90 tới 115 km/h, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 giật từ cấp 8 trở lên, từ vị tuyến 14 đến 18,5 độ Vĩ Bắc, phía tây kinh tuyến 113 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Đến 19 giờ ngày 12 tháng 9, vị trí tâm bão ngay trên vùng biển khu vực từ Quảng Trị tới Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 tới cấp 9, tức là từ 60 tới 90 km/h, giật cấp 11. Trong 48 tới 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, đi vào đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Trị tới Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng. Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển. Ở vùng biển phía tây khu vực bắc và giữa biển đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa bão, gió xoáy mạnh cấp 8 cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, sau tăng lên cấp 11 giật cấp 13, sóng biển cao từ 4 tới 6 mét, biển động dữ dội. Từ đêm nay, ở vùng biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi, bao gồm các huyện đảo Lý Sơn, Cồn Cỏ, có gió mạnh dần đến cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 4 tới 5 mét, biển động rất mạnh. Cảnh báo gió mạnh trên đất liền. Từ gần sáng ngày 12 tháng 9, vùng ven biển khu vực từ Nam Bình, Quảng Bình tới Quảng Nam, có gió mạnh dần đến cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, khu vực sâu trong đất liền có gió mạnh cấp 6 đến cấp 8. Ngoài ra thì do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7 giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 tới 4 mét, biển động. Trên đất liền, dưới tác động của hoàn lưu bão số 5, từ sáng nay ở khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến Quảng Ngãi đã bắt đầu có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ nay tới ngày 13 tháng 9, ở khu vực các tỉnh từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi sẽ có mưa to đến rất to, với lượng mưa ở Quảng Trị đến Đà Nẵng sẽ phổ biến trong khoảng từ 200 cho tới 300 mm trên đợt. Khu vực Quảng Nam tới Quảng Ngãi phổ biến trong khoảng từ 100 tới 200 mm mỗi đợt. Từ ngày 12 tới ngày 14 tháng 9, ở các tỉnh từ Quảng Bình trở ra đến Thanh Hóa sẽ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 tới 200 mm một đợt. Riêng Quảng Bình và Hà Tĩnh có lượng mưa từ 250 mm. Từ ngày 11 tới ngày 12 tháng 9, các tỉnh Kon Tum và Gia Lai có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 50 tới 80 mm trên đợt, có nơi trên 100 mm trên đợt. Ngay từ lúc này, mọi người tại các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, khu vực Bắc Tây Nguyên nên có kế hoạch phòng chống ứng phó với bão, lên các biện pháp chẳng chống nhà cửa có cấu trúc yếu, chặt tỉa cây cối, cũng như khu vực xung yếu nên di tản đến những nơi an toàn. Các công việc phòng chống bão phải hoàn thành trước tối nay khi bão bắt đầu áp sát đất liền Trung Bộ. Cảnh báo mưa lớn cũng được đưa ra cho các tỉnh phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ là những nơi có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Trong mưa dông thì có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh nguy hiểm, người dân cần chú ý đề phòng. Mưa xuất hiện vào chiều và tối kéo dài qua đêm, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Nam Bộ là từ 31 đến 33 độ, còn tại Tây Nguyên nhiệt độ là từ 28 đến 30 độ. Trở ra các tỉnh miền Bắc, do vẫn chịu sự chi phối của trường gió phân kỳ, vì thế mà hôm nay Bắc Bộ phổ biến không mưa, ban ngày trời có nắng, nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ duy trì từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo từ ngày 13 tháng 9, Bắc Bộ sẽ bước vào đợt mưa mới trên diện rộng. Thông tin cụ thể sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin sau.